salad cá hồi nha. Bánh mì ăn với bơ này là ghiền luôn á. Ý là để vậy đi. Bánh mì á, ăn với cái bơ này là chỉ có ghiền thôi chứ không có nói gì hết. Ghiền chết luôn á. Mà cái kiểu nó là bông hoa nữa. Đó. Nó mới ăn một phần rồi nè. Nó mới ăn hết nửa ổ rồi nè. Nửa ổ bé tí nè. Ăn ghiền luôn á. Hai con ăn thử là con ghiền luôn á. Con uống gì á? Pepsi Light hả? Pepsi Light. Mami đây. Chà đào cam xả. Nước ép thơm. Rồi sao? Vẹm xanh. Sốt bơ tỏi lá quế. Sốt bơ tỏi lá quế. Đúng rồi. Ý sốt bơ bằm. Nào để mình quay trước cái này cái. Vẹm xanh. Sốt bơ tỏi lá quế. Và đây là mì ý sốt bơ bằm. Và đây là mì ý sốt bơ bằm. Mì ý sốt bơ bằm mới của chơi này. Và đây là sò điệp. Đây là sò điệp áp chảo sốt chanh dây. Còn đây là bò. Đây là bò Fuji lúc lắc. Rồi chúc cho đi ăn ngon miệng. Tại khi mà mình ăn chú nước kiwi cho nó vui. Và đây là cá hồi sốt phi lê chanh dây. Cá hồi phi lê sốt chanh dây. Chỗ kia còn chiếc nỉ nào.